Viện Tim Mạch Việt Nam, trưởng phòng Q3 3B, đã trình bày chúng ta một cái trường hợp lâm sàng khác. Xin mời tiến sĩ Hoàng Việt Anh. Vâng, em xin chào thầy Bình, thầy Phạm Mạnh Hùng và các anh chị đồng nghiệp ở trong cái chương trình hội thảo này. Em rất là vui được tham gia với chương trình hội thảo từ đầu cầu Hà Nội ạ. Em xin chào các quý thầy cô. Sau đây thì em xin được trình bày ca lâm sàng, một cái ca lâm sàng minh họa cho các cái bài báo cáo từ trước của các thầy cô và các anh chị. Đây là một ca lâm sàng chúng em làm can thiệp mà cách đây 2 tháng, một trường hợp là tổn thương vôi hóa nặng và đã được nong bóng thất bại, và sau đó chúng em tiến hành làm can thiệp mà IVUS và rotary ablation. Bệnh nhân nam là 67 tuổi, bệnh nhân có tăng huyết áp, tiểu đường, BMI là 23. Bệnh nhân cách vào viện 2 tháng thì trước khi mà chúng em làm can thiệp thì vào bình tĩnh vì có hội chứng vành cấp. Bệnh nhân được chụp có tổn thương ba thân động mạch vành và can thiệp động mạch thủ phạm là động mạch vành phải. Sau đó thì xem xét can thiệp kỳ 2 tại bệnh viện tỉnh, có chúng em về hỗ trợ. Thì lâm sàng lúc vào viện làm can thiệp kỳ 2 thì tương đối ổn định. Các cái chức năng thận có giảm nhẹ. Tuy nhiên là chức năng tim trái bảo tồn. Thì đây là một cái đĩa tâm đồ của bệnh nhân lúc can thiệp động mạch vành. Chúng em chụp mạch vành lên thì cái kết quả can thiệp của các đồng nghiệp mà làm trước đó động mạch vành phải khá tốt, vẫn còn hẹp mà tổn thương đoạn 3 động mạch vành phải. Tuy nhiên có thể là các đồng nghiệp đã bỏ qua vì tổn thương không đáng kể. Chụp động mạch vành trái thì thấy là động mạch hai tổn thương hai thân động mạch vành khá nặng. Trong đó có hẹp 90 đến 95% đoạn 2 của động mạch mũ và hẹp rất khít đoạn 2 của động mạch liên thất trước. Quý đồng nghiệp có thể thấy động mạch mũ tổn thương rất nặng và đặc biệt là động mạch liên thất trước tổn thương hẹp khít và dòng chảy rất chậm. Đây là cái minh họa của cái động chụp cúp chụp lên đầu. Thế thì cái câu hỏi đặt ra của chúng em lúc đó là can thiệp nhánh nào, nhánh LED và nhánh LCX. Thế thì vì là đánh giá trên cái tổn thương thì tổn thương động mạch liên thất trước có vẻ là tổn thương nặng hơn và dòng chảy chậm. Do đó là chúng em quyết định là thử nong bóng vào tổn thương này. Mặc dù là lúc đó thì có đánh giá là thấy là gì là tổn thương rất là vôi. Và chúng em tiến hành là can thiệp dùng bóng thường 2.520 nong cái tổn thương này. Tuy nhiên thì với một cái áp lực lúc đầu là 6 tăng lên 10 và 18 atmosphere thì cái tổn thương các quý thầy cô cũng thấy là không ra được cái tổn thương vôi hóa này. Đấy. Và với cái tình trạng lúc đó là vì không có bóng NC nhỏ, chỉ có bóng NC kích thước lớn là 3.0 và 3.5. Do đó chúng em quyết định là không chấp nhận cái nguy cơ nguy hiểm, tại vì với những cái tổn thương mà như thế này với bóng NC kích thước lớn, nếu mà nong có thể gây ra đai sách hoặc là vỡ mạch, chúng em quyết định là gì? Là dừng lại, rút dây dẫn và chụp kiểm tra cái tổn thương này. Thì thấy cái tổn thương này thì có vẻ sau khi cho nong bóng nhỏ và cho nitro thì thấy là dòng chảy tốt và không có dissection cũng như các biến chứng xảy ra sau khi nong bóng. Do đó là chúng em quyết định là can thiệp động mạch mũ, và cái can thiệp động mạch mũ cũng khá thuận lợi, tổn thương không vôi, tổn thương mềm, do đó là can thiệp khá là thành công. Sau khi can thiệp xong thì là tình trạng bệnh nhân ổn định, không có các biến cố trong lúc làm can thiệp. Và bệnh nhân này được tư vấn là sẽ can thiệp thì 3 động mạch liên thất trước tại bệnh viện Viện Tim Mạch Quốc gia sau khi mà có chuẩn bị đầy đủ các cái dụng cụ, và chúng em dự tính là bệnh nhân này sẽ được IVUS trước đó và rotary ablation. Thế thì tại Viện Tim Mạch Việt Nam sau đó thì khoảng 3 tuần thì bệnh nhân được chuyển lên từ bệnh tỉnh lên, và chúng em đã chuẩn bị đầy đủ các cái dụng cụ giống như là các cái bài báo cáo của các thầy cô trước, là các cái dụng cụ chúng em quyết định là chuẩn bị rotary ablation, IVUS, chúng em đi suýt đùi 7F, ống thông 3.75 7F, dùng các cái bóng nong, bóng NC, IVUS, và mặc dù là
bệnh nhân này là tổn thương LAD, trong khi là hai động mạch vành phải và động mạch mũ rất tốt, nhưng chúng em vẫn chuẩn bị sẵn pacemaker và standby ABP. Rotabilation thì chúng em chuẩn bị sẵn đầu bơ là 1.5 và 1.75, dụng cụ đóng mạch chuẩn bị sẵn. Thì đây là chụp cái hình ảnh chụp lại động mạch vành. Thì thấy là stent động mạch vành phải và động mạch mũ khá là tốt. Chúng em đi đường vào động mạch đùi 7F và ống thông EBU, chụp và đánh giá tổn thương và chuẩn bị sẵn can thiệp. Thế thì trước câu hỏi lúc này là gì, là chúng em sẽ dùng bóng NC kích thước nhỏ nong thử hay chúng em làm rotavus luôn? Thế thì chúng em vì là có sẵn dụng cụ và chúng em quyết định thử bóng NC bằng 2.5 và 2.75 thì thấy là gì, là tiếp tục là không nong ra được tổn thương. Đấy, không nong ra được tổn thương. Và điều đó chứng tỏ là gì, cái tổn thương vôi này rất là nặng. Thế thì chúng em tiến hành là IVUS, bởi vì sau khi dùng bóng NC không qua ra tổn thương rồi thì bản thân cái IVUS này cũng rất khó qua được tổn thương. Và khi mà đánh giá cái IVUS thì thấy là các thầy cũng thấy là gì, là cái tổn thương vôi, tổn thương rất nặng đoạn xa và tổn thương vôi là 360, từ 300 đến 360 độ. Tổn thương lan tỏa từ đoạn 2 của động mạch liên tích trước đến hết đoạn 1 và đến gần lỗ. Kích thước đường kính tham chiếu đoạn xa là khoảng 2.75 và đoạn gần là 3.25mm. IVUS giúp cho chúng em đánh giá giống như bài báo cáo của bác sĩ Vũ, là đánh giá được cái tổn thương, mức độ vôi hóa, và tổn thương này là tổn thương vôi hóa nông, tổn thương hẹp khít của đoạn 3 và đoạn 2 của động mạch liên thất trước và vôi hóa nặng của đoạn 2 của động mạch liên thất trước. Và chúng em quyết định là exchange và chuyển thành rotawire để quyết định là khoan cắt mảng sơ vữa. Và chúng em quyết định là bắt đầu bằng đầu bơ là 1.5mm thì tương ứng với cả tỷ lệ đầu bơ và kích thước mạch là khoảng 0.5 với đường kính mạch là 3.0mm. Và quyết định là dùng cái tần số lúc đầu là 140 ngàn vòng một phút. Sau đó chúng em tăng dần lên 160 và khoan đến lần thứ 5 và mỗi lần là 15 giây. Mỗi lần 15 giây, sau đó thì chúng em check lại, đánh giá điện tâm đồ, đánh giá áp lực, đánh giá tình trạng bệnh nhân. Bệnh nhân thì ổn định và không có các hiện tượng là dòng chảy chậm trong quá trình rotablation. Và khi rotablation đến thời điểm mà đến lần thứ 5 thì rotablation, đây là cái hình ảnh lúc đầu là lần thứ 3 thì không qua được tổn thương với kích thước là 1.5. Tuy nhiên đến lần thứ 5, đây là lần thứ 5 chúng em dùng rotablation thì thấy là tổn thương đưa qua rất là mượt mà. Đấy, tuy nhiên thì đấy, các thầy cô cũng thấy là các quý cũng thấy là cái trong quá trình đưa bơ thì cái quai nó bị rút về và chúng em sẽ phải là quyết định dừng ngay và rút đầu bơ về trong ống thông và đưa lại quai. Trong quá trình làm cái đầu quai cũng rất di động. Đấy, tuy nhiên thì là chúng em không, nếu mà thấy có hiện tượng là đầu quai rút về cái là chúng em quyết định là dừng lại thủ thuật và đưa lại cái đầu quai ra đoạn xa. Cái này là một cái thủ thuật rất quan trọng và cái chú ý rất quan trọng trong lúc khoan phá bằng rotablation. Thì sau khi mà khoan bằng rotablation thì chúng em thấy là cái lòng mạch được mở khá là tốt, dòng chảy tốt và tình trạng bệnh nhân ổn định. Vậy thì câu hỏi tiếp theo với sau khi mà nong bóng, sau khi mà dùng bơ thì chúng em có hai câu hỏi. Một là nâng kích thước bơ lên 1.75 hay là chúng em chuyển sang ngay dùng bóng NC? Thế thì có hai vấn đề xảy ra. Thứ nhất là vì sau khi dùng bơ 1.5 thì thấy lòng mạch mở ra rất là tốt. Thứ hai là gì? Là các thầy cũng biết là với cái đầu bơ mà 1.75 nâng lên thì cái chi phí bệnh nhân cũng sẽ tăng lên. Và chúng em quyết định dùng bóng NC. Thì đây là dùng bóng NC kích thước là 2.75-20. Với cái áp lực rất là áp lực cao là 2.0 thì thấy là cái tổn thương đã được mở ra rất là tốt. Đây là chúng em sau khi chúng em đã dùng IVUS đánh giá lại thì thấy là gì,
là cái mảng vôi lúc đầu là 360 độ và dày đã được cải thiện, thì chúng em quyết định là dùng bóng 2.75-20 với áp lực là 20 atmosphere. Và sau khi nong bóng thì thấy tổn thương đã được mở ra rất là tốt, dòng chảy tốt, và cái tổn thương đánh giá bằng IVUS sau đó thì thấy là cái tổn thương thủ phạm là đoạn 3 và đoạn 2 của động mạch liên kết trước. Sau đó chúng em tiến hành là sử dụng đặt stent tổn thương. Và đây là kết quả cuối cùng. Kết quả cuối cùng rất là tốt. Mà chúng em kiểm tra IVUS thì mà stent nở tốt, áp sát và cái điều kiện hữu dụng của stent đảm bảo theo cái tiêu chuẩn kiểm tra bằng IVUS. Vậy thì em xin đưa ra một số kết luận của cái ca lâm sàng của chúng em là đây là một cái tổn thương, đối với tổn thương vôi hóa thì luôn luôn là không đơn giản. Chúng ta có thể phải với cái chụp mạch vành chúng ta cần đánh giá kỹ trên cái hình ảnh chụp mạch vành, và với cái tổn thương mà vôi hóa rất rõ ràng, trường hợp này là một cái trường hợp vôi hóa rất là nặng của động mạch liên kết trước đoạn 2, thì chúng ta nên cân nhắc là dừng lại và chuyển sang rotor ablation sớm sau khi mà trước IVUS. Và với cái hình ảnh IVUS sẽ giúp mà chúng ta đánh giá được, khẳng định được đây là một cái tổn thương rất là nặng, vôi hóa nặng và 360 độ, tổn thương vôi hóa nông. Và đây là một cái trường hợp rất rất là đầy đủ và điển hình, đầy đủ chỉ định để chúng ta có thể tiến hành rotor ablation. Và đây là một cái trường hợp mà chúng em tiến hành rotor ablation có hiệu quả và kết quả can thiệp mà đạt yêu cầu. Chúng em xin cảm ơn các quý thầy cô và các bạn. Xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Hoàng Việt Anh đã cho chúng ta một cái trường hợp rất là thú vị trong cái việc mà chúng ta chỉ định cũng như thực hiện rotor ablation cho người bệnh của chúng ta, và kết quả rất là tốt đẹp. Xin kính mời Phó Giáo sư Phạm Mạnh Hùng sẽ điều khiển tiếp tục chương trình hội thảo của chúng ta. Xin mời Phó Giáo sư Phạm Mạnh Hùng. Và cảm ơn giáo sư Bình và cảm ơn tất cả các báo cáo viên. Thì như vậy là chúng ta đã hoàn thành các cái phần trình bày của chúng ta theo đúng lịch trình, và bây giờ chúng ta sẽ có những các cái câu hỏi cũng như là thảo luận. Thì chúng tôi xin phép là hỏi tất cả các quý vị đại biểu, các bạn đang tham dự, chúng ta có những câu hỏi nào thì chúng ta sẽ sử dụng các cái công cụ chúng ta có sẵn ở trong cái phần Zoom của chúng ta, đó là chỗ chúng ta có thể giơ tay để chúng ta phát biểu, hoặc là chúng ta đánh vào cái phần chat hoặc là cái question and answer ở trong đó, thì để chúng ta cùng trao đổi với các báo cáo viên cũng như là chủ tọa đoàn. Và trong lúc chờ đợi thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ một chút, là cũng muốn hỏi tiến sĩ Ngô Minh Hùng về cái kinh nghiệm sử dụng là cái tốc độ. Ở đây vẫn bàn về cái tốc độ và cái chiến lược sử dụng cái đầu bơ trong cái can thiệp động mạch vành, thì theo cái kinh nghiệm của tiến sĩ Minh Hùng thì lựa chọn là cái tốc độ cao hay thấp, hay lựa chọn cái bơ to hay nhỏ theo cái tổn thương như khuyến cáo, mà chúng ta cũng vừa đều nói với nhau rất nhiều về khuyến cáo so với cái đường kính của mạch, so với cái đường kính mà chúng ta đo bằng IVUS. Tuy nhiên là trong thực hành lâm sàng thì cái kinh nghiệm của từng trung tâm và từng bác sĩ có thể nó khác nhau, thì xin hỏi lại tiến sĩ Ngô Minh Hùng ạ. Dạ thưa em, xin cảm ơn phần đặt câu hỏi của Phó Giáo sư Phạm Mạnh Hùng. Như em đã trình bày trong bài thì câu hỏi thì em nói cụ thể hơn một tí. Thì cái thước bơ thì đối với em thì em xài cái thước bơ theo như khuyến cáo thì em thấy 0.4-0.6 là rất là vừa. Như vậy thì nếu mạch máu của mình trên siêu âm IVUS mà 3 ly thì chúng ta có thể bắt đầu bằng 1.25-1.5. Và nếu mạch máu lớn hơn thì chúng ta có thể bắt đầu với mạch máu với cái bơ là khoảng chừng 1.75, nhưng mà thông thường là 1.5 là cái bơ thích hợp nhất trong phần lớn các trường hợp. Đối với những mạch máu phần xa mà nhỏ thì chúng ta ước lượng tỷ lệ 0.4 so với đường kính, tỷ lệ bơ trên mạch máu 0.4-0.6 thì em nghĩ 1.25 cũng có thể sử dụng trong phần lớn các trường hợp của em làm hồi xưa nay cũng hơn 10 năm thì phần lớn là em xài bơ 1.25, bởi vì mạch máu đối với những trường hợp em làm thì là gần như là quanh khoảng 3mm đường kính thôi. Một số trường hợp thì em phải là làm hai bơ bởi vì mạch máu nó lớn hơn là 1.7, 1.5 hoặc 1.75 thì rất là ít trường hợp xài 1.75. Còn về mặt tốc độ thì em theo khuynh hướng là em dùng tốc độ cao nhưng mà thời gian khoan thấp.
chứ không dùng tốc độ thấp mà thời gian quăng lâu. Hai cái đó khác nhau. Em xài tốc độ thông thường quanh theo như thống kê thì tốc độ khoan của em là 180.000 dòng trên một phút và quanh quanh khoảng đó 170-190, và thời gian khoan thường là dưới 15 giây, không có để lâu. Bởi vì để lâu thì chúng ta biết rồi, đã có nghiên cứu rồi, nó sẽ làm vỡ các cái mạch, các cái tế bào máu và nó làm hiện tượng vón cục, tạo huyết khối. Thành ra thông thường dưới 15 giây và đừng để tốc độ bị rớt dưới 5.000 dòng một phút rất lâu. Đó là phần kinh nghiệm của cá nhân. Xin hết. Cảm ơn bác sĩ Minh Hùng. Xin hỏi bác sĩ Vũ ạ. Dạ, kính thưa thầy, cảm ơn thầy về câu hỏi về thứ nhất là kích thước bơ và thứ hai là tốc độ vòng. Thì thứ nhất là kích thước bơ thì tại bệnh viện tụi em thì nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là mình đưa cái dụng cụ là bóng hoặc IVUS catheter không qua được sang thương, thì lúc đó mình chọn bơ sẽ như thế nào? Và thứ hai là đưa IVUS qua được thì mình đo đạt thì mình sẽ chọn bơ như thế nào? Thì nếu mà không đưa được IVUS qua đó thì em sẽ không được bóng qua thì em sẽ cố gắng đổi micro catheter và đổi một cái gai quay khác. Và nếu mà micro catheter mà qua được sang thương á, ngay chỗ sang thương vôi đó, thì tụi em sẽ khởi động bằng một cái bơm 1.5, tại vì lúc đó cái lòng mạch khá lớn để mình có thể làm khởi động 1.5. thì đương nhiên mình vẫn phải tuân thủ cái 1.0.4-0.6 đường kính mạch máu. Còn nếu như mà cái micro catheter một số trường hợp nó hẹp khít quá, mình không đưa micro qua được cái chỗ vôi đó, thì mình lướt cái micro đến sát tối đa cái vị trí mà nó có thể đi được và rút cái gai quay bình thường ra và đổi thành cái gai rota. Thì lúc đó tụi em sẽ khởi động bằng một cái bơ là 1.25, bởi vì tại vì nó quá khít đi, cái micro không qua được thì nên khởi động 1.25 thì nó an toàn hơn. Dạ, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu như mà tụi em đưa được IVUS qua được sang thương rồi thì tụi em sẽ chọn cái kích thước bơ nó không phải là 0.4-0.6 so với đường kính mạch máu mình nhìn thấy trên hình chụp mạch vành, mà mình sẽ chọn kích thước bơ tùy thuộc vào cái đường kính lòng mạch tại vị trí mà vôi hóa. Tại nếu mà chúng ta đo đường kính lòng mạch tại vị trí đó, ví dụ như là đường kính nó là 1.5, đường kính mạch máu ngay vị trí mà sang thương vôi 360 độ đó 1.5, thì tụi em sẽ chọn một cái bơ lớn 0.25mm là bơ 1.75 để tụi em làm. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai, nếu không làm cách đó thì mình có thể chọn bơ thấp, nhưng mà mình phải nhỏ hơn, nhưng mà phải chạy tốc độ thấp. Tốc độ thấp thì chúng ta biết là tốc độ thấp thì cái độ rộng của cái bơ nó sẽ lớn, thì mình sẽ mở rộng được cái lòng mạch ra thêm, thì đó là liên quan đến tốc độ. Và cái thứ hai là cái liên quan đến tốc độ thì tùy vào cái mục đích của tụi em làm, là tụi em muốn khoan phá mạng sơ vữa bào mòn nó, hay là tụi em muốn làm cho rộng lòng ra. Nếu mà chúng ta làm áp lực cái tốc độ càng cao đó, ví dụ 180.000 đến 200.000, thì thường là chúng ta sẽ khoan phá nó nhiều hơn là tạo nên cái lòng rộng. Và nếu mà làm tốc độ thấp khoảng 120 đến 140.000 vòng một phút đó, thì nó sẽ xu hướng đó, cái bơ sẽ nong rộng cái mạch máu ra, nó tạo nên cái lòng rộng hơn. Nếu vậy thì thường tụi em sẽ làm tốc độ thấp khi nào mà cái tụi em muốn cho cái lòng nó lớn ra chút xíu, thì tụi em sẽ làm tốc độ thấp, và thường tụi em chọn tốc độ thấp với cái bơ lớn là bơ 1.75 hoặc 2. Còn nếu bơ 1.5 với 1.25 thì tụi em cũng thường làm tốc độ khá là cao, giống như tiến sĩ Nguyễn Minh Hùng đã nói là khoảng 180.000 vòng một phút. Dạ, em xin hết ạ. Dạ, cảm ơn bác sĩ Vũ. Thì trước khi có ý kiến của thầy Bình thì tôi cũng muốn chia sẻ cái tại trung tâm chống viện tim mạch chúng tôi cũng như chỗ tiến sĩ Hoàng Việt Anh đây cũng đã trình bày, thì thường cái thái độ đối với cái khoan như thế nào, thì thực tế là trong thực hành ấy thì rất là nhiều những cái ca mà chúng tôi đã đặt ra vấn đề mình phải khoan ấy, thì thường hẹp rất là khít, bóng không qua được, hoặc là ngay từ đầu đã thấy vôi hóa rất là nặng nề. Và chúng tôi cũng đã thực tế là cũng nói với anh em mà cũng qua rất nhiều cái kinh nghiệm, cũng thấy là mình thay đổi cái chiến lược. Trước đây thì rất là muốn là khi mà chúng ta khoan thì làm sao lại phải đạt được cả hai. Một là chúng ta để tạo thuận lợi cho cái việc chúng ta đẩy cái trang thiết bị. Hai là lại cũng muốn là cái lòng nó rất là rộng ra để sau này là chúng ta đạt được cái gọi là EQ gain của cái đấy là rất là tốt. Tuy nhiên trong thực hành thì hiện nay chúng tôi lại thay đổi khá là nhiều trong các cái quan điểm, là đa số mục đích, ngay nói thực với các thầy, là mục đích là ngay từ đầu là chủ yếu để nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc chúng ta thành công trong can thiệp, là đẩy được cái trang thiết bị qua. Do cho nên là trong rất nhiều trường hợp chúng tôi khoan là hầu như là không đẩy được cái IVUS qua,
Thứ hai nữa là hầu như là dùng cái mũi khoan nhỏ nhất có thể để tạo điều kiện thuận lợi để chúng ta sau được đẩy bóng áp lực cao cũng như là để nong và để can thiệp. Và sau đó là cái IVERT thực hiện lúc sau đó chủ yếu nhằm mục đích là để đánh giá cái sự áp sát lòng mạch cũng như vân vân. Trừ trường hợp cái mũi khoan đầu tiên khi đẩy qua mà vẫn thấy cái gánh nặng sơ vữa rất là nhiều thì chúng tôi mới upgrade lên cái mũi khoan số 2. Và cái tỷ lệ mà upside lên thì nói thực sự là kinh nghiệm ở đây là khá là ít. Tôi ước tính là khoảng dưới 20%. Nó có nhiều lý do. Một là đấy, cái mục đích của mình ban đầu cũng đã muốn tạo sự thuận lợi. Nhưng thứ hai, thực sự là cái việc mà chúng ta cái gói cái chi phí cũng như tính toán cho người bệnh cũng là những cái trường hợp chúng tôi cần phải cân nhắc. Thì đấy là những là cái chia sẻ rất là thực lòng ở cái chỗ đơn vị ở chúng tôi. Thì không biết là ý kiến của thầy Bình về những cái vấn đề này như là xin ý kiến của thầy Bình ạ. Cảm ơn Phó Giáo sư Hùng vừa đã nêu ra những cái vấn đề vậy về cái kinh nghiệm của từng trung tâm. Thì trong trung tâm của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh á, thì việc mà đánh giá sang thương này là luôn luôn được thực hiện với IVERS. Thì theo cái sự thống kê của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thì trong những trường hợp mà can thiệp thông thường thôi đó thì cái sử dụng IVERS của trung tâm Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh là từ 50 đến 60% các trường hợp rồi. Còn trong những trường hợp mà làm rotavator như này thì coi như là 100% trường hợp làm rotavator là có sử dụng IVERS. Và cái chuyện sử dụng IVERS này là luôn luôn thực hiện trước cái thủ thuật mà chúng ta có cái sang thương vôi, là luôn luôn làm IVERS để mà chuyện đánh giá. Thì trong cái IVERS đó chúng ta biết rằng với cái IVERS thì chúng ta sẽ đánh giá cho điểm được cái sang thương đó để chúng ta có được cái chỉ định thật là chính xác. Và đồng thời chúng ta cũng dự liệu được là chúng ta sẽ sử dụng cái bơ của chúng ta như thế nào, như là bác sĩ Vũ vừa trình bày. Qua cái đó chúng ta biết là đưa IVERS qua được hay không. Nếu IVERS được, chúng ta đo được cái mức độ hẹp của nó như thế nào để mà chúng ta quyết định là chúng ta sử dụng cái bơ là 1.25 hay là 1.5 hay 1.75. Và qua đó thì với cái đó chúng ta cũng quyết định cái tốc độ dòng, tốc độ quay của cái bơ như thế nào để có được cái sự là an toàn cho bệnh nhân trước, rồi chúng ta đạt được cái mục đích chúng ta sao. Như vậy thì chúng ta nghĩ rằng nếu có IVERS hay là OCT thì chúng ta phải đánh giá sang thương thật là kỹ. Có những trường hợp như vậy chúng ta đừng có nong NC được, không được rồi chúng ta mới khảo sát, nên khảo sát trước thì cái chiến lược đó nó sẽ an toàn hơn cho cái thủ thuật của chúng ta. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Phạm Minh Hùng. Để xin mời. Cảm ơn thầy Bình. Thế là những cái kinh nghiệm rất là hay, và chúng ta trong điều kiện lý tưởng thì chúng ta nên cố gắng là làm hoàn hảo được như vậy, thì cái mức độ an toàn cũng như là cái khả năng thành công thủ thuật trước mắt cũng như lâu dài sẽ tốt hơn. Tôi thấy có một cái câu hỏi là ở cái phần chat của chúng ta là nói về là hỏi trường hợp là vôi hóa lệch tâm, vôi hóa nặng, nguy cơ vỡ mạch vành khi nong bóng NC hay rota khá cao, vậy chiến lược tiếp cận để chuẩn bị loại tổn thương như thế nào. Xin mời bác sĩ Vũ có thể cho ý kiến về những cái chia sẻ của rất là ngắn và cái chia sẻ của các đồng nghiệp như vậy ạ. Dạ cảm ơn thầy. Xin trả lời câu hỏi của quý đồng nghiệp. Câu hỏi này nó khó quá, nó hơi khó. Là bởi vì khi một cái mạng vôi hóa mà lệch tâm đó, thì cái việc chúng ta can thiệp thường là nó sẽ khó khăn bởi vì thứ nhất là cái biến chứng nó có thể xảy ra. Biến chứng có thể xảy ra bởi vì chúng ta biết là nó lệch tâm, như là có một cái ca đã trình bày hẹp RSA đó, chúng ta có nốt vôi hóa và mà vôi hóa nó lệch một bên. Thì nếu vậy thì là tâm như vậy và có nốt canxi như vậy thì mình làm như thế nào? Thì thông thường nếu chúng ta nong bằng bóng á, thì cũng có thể được. Tuy nhiên là cái bóng thì nó có xu hướng đi vô cái vị trí mềm, là cái bên mềm là bên bình thường, hoặc là có sơ vữa nhẹ, chứ nó không có đi vô cái chỗ vôi được. Thế nếu vậy thì cái việc chúng ta nong bóng là stand thì thường là cái bóng và cái stand nó sẽ nở về phía bên phía mềm nhiều hơn, chứ còn cái bên phía vôi thì nó sẽ không nở được. Thì cái mà rota thì là một cái phương pháp giúp chúng ta là bào mòn cái mạng vôi bên đó, bên chỗ mà là tâm đó, để chúng ta có thể giúp cho cái stent nó có thể nở một cách tương đối đều và nó khá là đồng trục. Thì tuy nhiên thì cái rota cho những ca này nó cũng lại khá phức tạp bởi vì nó là tâm nên mà cũng nguy cơ. Cho nếu vậy thì chúng ta coi cái wide bias nó tốt thì chúng ta sẽ làm rota. Là trong trường hợp lý tưởng chúng ta chuẩn bị sang thương cho kỹ và chúng ta có thể chạy vòng thấp giống như thầy Hùng có đề cập, chạy vòng thấp để mà chúng ta tạo một cái lòng khá lớn
để chúng ta đặt stent. Và một cái lựa chọn thứ hai ở bên Nhật, họ hay làm những mạng vôi hóa mà lật tâm như thế này á, thì họ có thể làm rota xong họ nong bóng và có thể xem xét đến nong bóng phụ thuốc đơn thuần. Có thể thôi, có thể một số trường hợp ta xem xét nong bóng phụ thuốc đơn thuần chứ không đặt stent. Nhất là những cái nốt vôi hóa nó làm lật tâm thì các nghiên cứu đều cho thấy là nếu mà nốt vôi hóa mà chúng ta đặt stent thì nó cũng không tốt hơn gì so với chúng ta nong bóng đơn thuần hết nếu mà chúng ta làm rota xong. Nên nếu vậy thì cái sang thương mà lật tâm như thế này thì việc chúng ta làm can thiệp thì nên rất là cẩn thận, và nếu được thì nên có hướng dẫn của hình ảnh học như là IVUS hoặc là OCT để chúng ta đánh giá sang thương cho nó kỹ, cũng như là chúng ta chuẩn bị sang thương kỹ trước khi chúng ta chuẩn bị đến việc nong bóng phụ thuốc hoặc là chúng ta đặt stent. Dạ xin hết ạ. Dạ cảm ơn bác sĩ Vũ. Sẽ xin ý kiến của các thầy trong chủ tọa đoàn. Xin mời bác sĩ tiến sĩ Minh Hùng ạ. Có chia sẻ thêm về nhất là cả những vấn đề mà cái quý đồng nghiệp của chúng ta cũng có hỏi là đã đặt stent xong rồi nhưng qua nhánh bên là rất là khó khăn, thì chúng ta liệu chúng ta có thể sử dụng cái rota trong trường hợp để mở cái mắt cáo stent hay không? Dạ xin cảm ơn phó giáo sư Phạm Mạnh Hùng. Xin kính chào quý đồng nghiệp. Thì cái câu hỏi, thực ra câu người đặt câu hỏi này câu hỏi khó thật chứ không phải dễ, tại vì nếu mà tổn thương đã lệch tâm, ví dụ như mình nó thấy vôi hóa lệch tâm chừng 180 độ đi. Như vậy thì lệch tâm thực ra thì đó chính là lý do mà người hồi trước người ta mới phát triển ra cái kỹ thuật gọi là DCA, gọi là Directional Coronary Arterectomy, có nghĩa là lúc đó người ta cắt gọt mảng xơ vữa có định hướng. Còn nếu mà chúng ta dùng rota trong trường hợp này thì bắt buộc cái dây mình nếu nằm nó nằm được đúng bên cái hướng mà canxi đó thì chúng ta mới làm an toàn. Còn nếu mà nó nằm qua phía bên kia thì chúng ta sẽ không an toàn, gần như là không an toàn, mà gần như có thể gọi là chống di định. Thật ra nghĩ ngay tới nếu mà chúng ta làm IVUS mà phát hiện ra như vậy thì chúng ta thận trọng trong chuyện làm rota. Đó là điều đầu tiên. Còn ai làm rota thì phải đối diện với một cái khả năng là chúng ta sẽ bị vỡ mạch, vỡ ngăn bên hông á, giống như cái bài trình bày có từ vỡ ngăn bên hông do bị dây bias. Dây bias có nghĩa là dây nó không nằm trung tâm mà nó nằm lệch qua một bên, mà bên nó không cần khoang mà chúng ta lại phải đi khoang. Thành ra trong trường hợp đó là chỉ định tuyệt đối của DCA chứ không phải là rota. Thành ra trong trường hợp này thì cho nên đó chính là lý do mà chúng ta làm rota khi và cái vòng canxi từ 270 trở lên thì chúng ta an toàn. Bởi vì sao? Nó vẫn còn canxi để chúng ta khoan và chúng ta không có khoan ra ngoài. Nên các bạn là các quý đồng nghiệp lưu ý chừng này. Thành ra nếu chúng ta làm IVUS mà xác định rõ nó là dây của IVUS á mà nó nằm về cái hướng của bên canxi thì chúng ta rõ ràng là nó bias sợi dây theo hướng có lợi cho chúng ta, và chúng ta làm và cũng thận trọng là bơ nhỏ để tạo thuận thôi. Thành ra cũng rất đồng ý với anh Phạm Minh Hùng là ở Chợ Rẫy cũng làm, chỉ định rất là tuyệt đối là gì, khi mà đã làm rota gần như là các dụng cụ khác không qua, bóng không qua, stent tất nhiên là không qua, bóng nhỏ cũng không qua. Thành ra chỉ định rota trong trường hợp đó. Đó chính là lý do mà tại sao Chợ Rẫy làm rota với bơ thường là bơ nhỏ, bởi vì bơ nhỏ dành cho tổn thương quá khít. Tỷ lệ ở Chợ Rẫy thì là thông thường là khoảng bơ 1-25 thì chắc cũng khoảng chừng 75% số trường hợp đó. Và gần như là bóng không qua trong khoảng cũng khoảng tương tự như vậy, khoảng chừng 3/4 số trường hợp là bóng không qua, bóng nhỏ nhất cũng không qua và chỉ định làm. Do đó cái câu trả lời về cái mặt mà tổn thương lệch tâm thì vẫn là cái như đã nói, DCA nếu không có thì chúng ta thận trọng hoặc là nong bóng, và nếu rota thì phải biết rõ cái dây ở hướng thuận lợi cho chúng ta hay không. Xin hết. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Ngô Minh Hùng đã chia sẻ những cái kinh nghiệm rất là thực tế và trong trường hợp này. Mặc dù về mặt lý thuyết thì chúng ta biết là cái rota nó quay giống như chúng ta cái rũa cái móng tay chúng ta, chỉ cái khoảng cái chỗ nào nó vôi thì nó mới vào đi, còn chỗ nào mà không vôi ở bên kia về nguyên tắc nó có sẽ không vào. Nhưng đấy là về mặt lý thuyết chúng ta nghĩ như vậy, nhưng mà cái quan trọng nhất là như các thầy đã chia sẻ, các quý đồng nghiệp thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ, đấy chính là cái từ mà chúng ta phải hiểu sâu sắc, gọi là why bias, có nghĩa là cái why nó sẽ nằm gần cái mảng xơ vữa vôi hóa hay không để chúng ta quyết định. Vậy trong trường hợp này nếu có thể có điều kiện thì cái việc mà chúng ta sử dụng cái IVUS là một trong những cái key để chúng ta hoàn thành các trường hợp như vậy. Và cũng đã có bạn cũng hỏi thêm, chắc là chúng tôi nghĩ là thời gian cũng không còn có nhiều, nhưng mà các bạn hỏi thêm là làm cái rota với cái stent đã được đặt trước đó thì cái trường hợp này thì thực sự là chúng tôi cũng đã được nghe rất nhiều các báo cáo của các báo cáo viên nước ngoài, và có một giáo sư Ly cũng đã sang tận trung tâm chúng tôi là rất hào hứng với cái việc là chúng ta gọi là đã là stent xong lại bị hẹp lại và người ta sẽ dùng rota, người ta làm bay mất cả cái stent đó đi, giống như là tiến sĩ Minh Hùng cũng đã trình bày trong cái bài báo cáo rất là hay đấy, thì chúng ta biết được. Nhưng tuy nhiên chúng tôi cũng nghĩ là nếu chúng ta kinh nghiệm chưa nhiều
thì những cái trường hợp này là một cái thách thức khá là lớn, và cũng đặc biệt là phải chú ý là có cái sự backup rất là rõ ràng của ngoại khoa, cũng như là chúng ta phải thành thạo trong cái việc xử trí các cái biến chứng như vậy. Thì chúng tôi xin phép là chia sẻ một số kinh nghiệm của chúng tôi cũng như vậy. Thì tôi nghĩ là chắc là cũng sẽ còn rất là nhiều câu hỏi, và cái hội thảo này cũng rất là hay, và chúng ta sẽ còn nhiều dịp chúng ta gặp lại được. Tuy nhiên là thời gian thì cũng có hạn, và chúng ta cũng vẫn còn có thể trao đổi với nhau trong cái cộng đồng của chúng ta về Rota và iWorks. Thì chúng tôi xin phép là kính mời giáo sư Trương Quang Bình, và chính mời thầy Bình sẽ cho những các cái ý kiến tổng kết của cái chương trình hội thảo ngày hôm nay ạ. Thưa giáo sư Phạm Minh Hùng, thì với câu hỏi thứ ba đó, thì chúng ta mới đặt stent thôi, bây giờ mình bóng nhỏ mình không qua được vô nhánh bên, rồi mình có dùng rotavator hay không? Thì thật sự như là phó giáo sư Phạm Minh Hùng vừa chia sẻ đó, trong trường hợp này chúng ta dùng rotavator lợi thì ít, thành công thì ít, nhưng mà nguy hiểm nó xảy ra nhiều lắm. Trong trường hợp này cái stent chúng ta đặt là chưa chắc đã bám sát hết như trong trường hợp tái hẹp đâu, mà chúng ta đã đưa cái rotavator vô thì có khi thứ nhất là nó kẹt cái rotavator, thứ hai là nó cuốn cái stent của mình. Các bạn biết là cái stent nó chưa được bám vững gì hết, mình đưa một cái lực tác động mình cuốn vô cái thân của nó đó, thì có thể là méo mó biến dạng và có thể nó xoay luôn cái stent của mình luôn. Thì trong trường hợp đó, nó rất là nguy hiểm. Thì chúng tôi khuyên là nên các bạn có thể trong trường hợp này chúng ta phải nong lại một hai lần nữa để có thể thấy là nó thay đổi cái stent một chút xíu, cái lỗ một chút xíu, xong rồi chúng ta có thể dùng bóng nhỏ để chúng ta có thể qua được hay không. Thế trong trường hợp này chúng ta không nên dùng rotavator để mở cái mắt cáo đó, rất là nguy hiểm. Chúng tôi chưa có nhận định như vậy, bây giờ chưa có thử lần nào, không dám đụng vô trong cái trường hợp này như vậy. Có thể là các bạn khác sẽ có thêm những ý kiến khác nữa, nhưng mà thời gian chúng ta không cho phép. Hiện giờ thì theo giờ của chúng tôi đã 12 giờ rồi, và chúng ta không nên để quá ngọ lâu quá. Thì Phó Giáo sư Phạm Minh Hùng đã nói chúng tôi có điểm lại một số nét chính. Thì chúng ta thấy như thế này, việc đầu tiên với một cái sang thương mà chúng ta vôi quá như vậy đó, thì chúng ta phải biết đánh giá cái sang thương này, cái mức độ vôi quá của nó là bao nhiêu, hình thái của nó như thế nào, góc độ của nó như thế nào. Và qua cái việc đánh giá này thì chúng tôi thấy cái biên phạm cái hình ảnh học, mà đặc biệt là iVert thì rất là có lợi, vì nó có tính chất tương đối phổ biến hơn là cái OCT. OCT bây giờ ít trung tâm quá, mà chúng ta thấy là iVert khó, khá nhiều trung tâm để có. Như vậy thì chúng ta nên sử dụng phương tiện hình ảnh học để chúng ta đánh giá thật kỹ, và từ đó ra được cái chỉ định để mà chúng ta làm cái rotavator. Và khi làm rotavator có chỉ định như vậy rồi, thì tất cả những thông tin từ iVert có thể giúp cho chúng ta đánh giá được là chúng ta nên chọn bên như thế nào, chiến lược chúng ta đi như thế nào, để đừng có bị xảy ra những cái biến cố của chúng ta. Và điều thứ hai, trước khi mà triển khai cái này thì chúng ta phải làm sao đó hiểu rõ từng bộ phận của cái bộ của hệ thống rotavator. Và cũng như là chúng ta phải được huấn luyện nguyên một cái kiếp của chúng ta rất là tốt thì chúng ta mới thực hiện được. Và cũng khuyên có một điều là chúng ta phải nên thực hiện với cái sự mà có tổ chức đầy đủ ở những cái trung tâm lớn có phẫu thuật tim mạch sẵn sàng, ví dụ như là những bệnh viện tim mạch quốc gia, bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Thống Nhất, bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Tim Thanh Minh và một số trung tâm nữa ở miền Trung, thì chúng ta có phẫu thuật viên backup cho chúng ta thì chúng ta thật là an toàn. Tiếp theo nữa thì với từng bước mà chúng ta thực hiện rotavator đó thì chúng ta phải xem xét những cái điểm để mà chúng ta tối ưu hóa trong từng trường hợp, trong từng cái bước mà chúng ta thực hiện đó. Như là tiến sĩ Ngô Minh Hồng đã nói là chúng ta 8 bước từ cái lúc chúng ta thực hiện đường chọc vào cho đến lúc mà chúng ta xong cái kết thúc thủ thuật đó, thì tất cả những chuyện đó cần phải được tối ưu thì chúng ta mới có kết quả tốt đẹp nữa. Và chúng ta cũng học hỏi thêm một cái điều là nếu mà chúng ta chưa có những cái phương tiện để làm rotavator, chúng ta chưa nhận những vân vân, thì phương tiện kitting balloon có thể được sử dụng nếu chúng ta đánh giá được là cái sang thương đó mức độ vôi quá từ mức độ nhẹ cho đến mức độ trung bình, thì chúng ta có thể khả dĩ dùng trường hợp này và cũng tạo ra những kết quả rất là tốt. Và một trường hợp nữa là chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta có chỉ định như vậy đó thì chúng ta nên đưa bệnh nhân về với những trung tâm có đầy đủ phương tiện thì sẽ kết quả tốt hơn được nhiều cho bệnh nhân. Và chúng ta cũng đã có những câu hỏi để chúng ta có thể mở rộng đào sâu thêm về kiến thức chuyện này. Thì chúng ta thấy rằng thông qua cái buổi này chúng ta đã hiểu rất rõ về sang thương vôi quá nặng và những cái chiến lược để chúng ta tiếp cận, chúng ta điều trị, đặc biệt là chú trọng đến rotavator trong cái điều trị bệnh nhân của chúng ta. Tôi xin chân thành cảm ơn
Phó giáo sư Phạm Minh Hùng, vừa báo cáo viên, vừa chủ tọa đoàn, cũng như tất cả các báo cáo viên đã có những cái bài trình bày thật là chi tiết để mà chúng ta hiểu rõ về sang tương hơn và những cái ca lâm sàng minh họa để rõ ràng hơn những cái công việc của chúng ta làm. Hy vọng rằng là sau cái buổi này, cho tới thời điểm này, chúng ta rất là hài lòng với cái chuyện về tiếp cận một cái bệnh nhân mà có sang tương vôi quá mạch vành nặng để cho chúng ta có cái chiến lược điều trị nó đúng đắn. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã tham dự trong cái buổi hôm nay. Cao nhất là chúng ta có 100 người tham dự, và cho tới thời điểm này đến trưa rồi vẫn còn 60 người tham dự như thế này, thì tôi nghĩ rằng đây là một cái sự thành công của chúng ta, và cũng thấy rằng cái sự ham học hỏi, sự muốn tìm hiểu, muốn thành công, muốn chinh phục những cái sang thương rất là phức tạp trong cái nghề của chúng ta. Đó là một cái điều rất là vui đối với ban tổ chức cũng như đối với những cái người mà chúng ta đang gọi là muốn phát triển các chuyên ngành này cho Việt Nam của chúng ta. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các báo cáo viên và tất cả các bạn tham dự trong chương trình hôm nay. Xin kính chào các bạn và xin chấm dứt chương trình ở đây ạ. Cảm ơn thầy Bình, xin kính chào tất cả các thầy và các bạn. Rồi, kính chào.